Dạo gần đây thì ngồi nhà nhiều khiến cho tôi có một suy nghĩ, đó chính là tại sao ngày xưa mình lại muốn mua một chiếc ghế gaming nhỉ? Và sau khi đã nghĩ thông suốt và ngồi êm đít rồi thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn toàn bộ những gì bạn cần biết trước khi mua một chiếc ghế gaming. Còn giờ thì let's start it! Hoặc là intro nào. Tôi thật với các bạn là tôi làm video này ra là anh bán ghế gaming nhìn tôi tặc lưỡi. Lâm à, anh tưởng mày thế nào? Ngày xưa mày mê ghế gaming lắm mà bà dô. Hả? Sao bây giờ quay ra cắm ghế gaming là như nào? Anh bị ngu à? Đi ngồi đau sướng thì em chả cắn. Em cắn tụt luôn. Các bạn biết gì về gaming không? Hả? Ghế gaming là một trong những dòng sản phẩm vô cùng là ảo chó. Khi mà nó khá là ok, dáng vẻ đẹp, mấy anh livestream hay mấy anh streamer ngồi ghế gaming trông ngầu đét, thiết kế cứng cáp và quan trọng nó đắt. Ghế gaming 10 triệu chỉ là ghế tầm trung thôi bà dô ạ. Holy shit, với cái vẻ sang trọng như vậy thì tôi cũng đã được trải nghiệm qua một vài chiếc ghế gaming rẻ tiền. Từ 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, thậm chí là 8 triệu cũng có. Tuy nhiên thì chưa được ngồi chiếc ghế nào 20 triệu của Noble Chair hay các thứ thì chưa. Em chỉ giới thiệu những chiếc ghế gaming tầm trung thôi mấy đại ca. Và với những chiếc ghế gaming như vậy thì các bạn sẽ có những cái điểm lưu ý như sau. Điểm đầu tiên, đó chính là về phần đệm đít. Có những chiếc ghế gaming thiết kế rất là lạ. Họ thiết kế thêm một cái phần xốp. Họ một phần xốp nho nhỏ để có thể ôm trọn vào cái đùi của các bạn, khiến các bạn ngồi được thoải mái hơn. Tuy nhiên thì trong những cái phần xốp nho nhỏ đấy thì được bọc với cả sắt nữa. Thế vì vậy sau một khoảng thời gian các bạn dùng nó êm đít rồi. Bắt đầu xốp nó xẹp xuống, sắt nó trồi lên. Úi dồi ôi, thề tôi nói thật với các bạn là những cái thằng béo như tôi ấy, đó là một sự ác mộng. Mà nếu như bạn gầy thì thôi, cái không phải dành cho bạn, đây là chia sẻ anh em mập mạp thôi. Bọn tôi mập một chút thì có làm sao ạ? Tôi sắp được một tạ đấy. Chính vì vậy thì nếu như bạn chuẩn bị mua một chiếc ghế gaming, hãy lựa chọn cho mình những cái phần đệm đít nó được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình píp gì cũng được, nhưng mà không có cái phần ôm và đùi thì tốt, tin tôi đi. Bởi vì không biết bao giờ kiểu bạn ngồi hai người chẳng hạn, nói xong rồi hay là ba người, nó nặng quá thì nó có dễ bị lòi xốp ra. Và đó là nó dễ bị lòi sắt ra. Và đó là một điểm cực kỳ đáng sợ. Chưa kể là với những chiếc ghế gaming giá rẻ thì sau một khoảng thời gian ngồi, cái phần đệm đít hình vuông, hình tròn, hình tam giác đấy nó còn có khả năng bị xẹp xốp nữa. Nghĩa là cái ghế bạn ngồi thụt lại xuống hẳn rồi đấy. Chứ vậy thì hãy cân nhắc về việc mua chiếc ghế gaming như vậy. Cân nhắc thôi nhé. Nhưng mà bù lại thì những cái đấy có thể sửa chữa rất là nhanh. Các bạn đem ra hàng ngồi anh sửa cho em cái phần đệm đít này, là các bạn có thể có một chiếc ghế y như mới. Tuy nhiên thì cái công mà các bạn phải tháo ghế ra hay là các bạn vác cái ghế đến cho người ta sửa thì cái đấy lựa chọn ghế gaming nào nó bé bé thôi. Nó vừa tầm thôi, nó không cần nhất thiết phải to quá. Nó to quá sẽ làm phòng các bạn bị chật là một này. Hoặc là nhà bạn to thì không nói, nhưng mà lỡ nó có chuyện gì xảy ra thì đem đi đem lại rất là mệt. Các bạn tưởng tượng phòng bạn trên tầng 4 ấy, rồi bạn phải vác 10 ghế gaming từ tầng 4 xuống tầng 1 ấy để đi sửa ấy. Ôi giời ơi. Này nghĩ thôi tức nhỉ, đi về nhà đéo có thang máy ấy. Úi giời. Điểm thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là về phần tôi không biết cái này có gì, con lăn di chuyển à hay là bánh xe. Đúng vậy, cái phần di chuyển này này, nó có một vấn đề nhỏ nhỏ, đó chính là có một vài chiếc ghế nó làm không tốt đấy, khiến cho cái việc di chuyển của bạn trở nên khó khăn. Các bạn có thể bị ngã sập mặt về cái vấn đề đấy. Tôi đã từng bị qua và cảm giác nó không vui một tí nào cả. Tuy nhiên thì đấy là dành cho những thằng béo thôi. Bạn gầy, bạn bảo là tôi tự nhiên thoải mái rồi bạn, tôi có thể di chuyển được bình thường. Do mày béo quá, bánh xe nó tải được mày thì mày cấp mẹ mồm đi. Cứ ngồi thử lên rồi nó dập mặt ra đấy đấy. Người phải mẻ một cái răng đi rồi chú mới biết là cuộc sống nó đau đớn như nào bà dô ạ. Không, tôi chưa bị ghế dập gãy răng bao giờ. Nghe hơi lửa. Thực ra là như thế này ấy, nói thì có thể là mấy con vợ không có tin, nhưng mà đấy là nếu như là bạn đen, bạn lựa những chiếc ghế gaming mà nó không quá ngon, khiến cho cái trải nghiệm sử dụng của bạn nó hơi bị bèo, rồi bạn làm video bạn mắng người ta như thế là không được. Vẫn có rất nhiều chiếc ghế gaming ngon ở ngoài kia, đem đến cho bạn những cái trải nghiệm ngồi rất là ổn, mẫu mã đẹp. Nhưng mà nó sẽ đến với phần thứ ba, lựa chọn màu sắc cho kỹ vào. Cái gì? Bạn không sợ á? Ôi, mua ghế gaming màu hồng đi. Ghế gaming màu hồng chỉ dành cho những cô công chúa biết dọn dẹp vệ sinh phòng sạch sẽ thôi. Những cái thằng lợn như chúng tôi ấy, không, những chiếc ghế gaming như vậy sẽ ngay lập tức bị bám màu một cách vô cùng là xấu xí và nó sẽ bị xịn. Thật đấy, cùng với đó những cái phần kê tay màu trắng nó sẽ bị nó không còn được trắng nữa, nó bị vấy bẩn một chút khiến cho cái trải nghiệm mẫu ma nó sẽ không còn được hứng thú nữa. Cùng với đó thì có một số những chiếc ghế được làm bằng da. Úi dồi ôi, thì các bạn hãy cố gắng giữ cho cái phòng của mình sao cho nó khô thoáng để đem đến một cái trải nghiệm mà không bị bong da một cái tốt nhất. Chứ cái ghế cái mình các bạn mà nó sần sùi nhìn nó trông đần thối ở đấy thì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ. Sao dạo này mình kể chuyện cười à? Không phải.
Và điểm cuối cùng, đối với cá nhân tôi thì ngồi ghế gaming không sướng. Thực sự là rất là buồn ấy. Tôi cảm thấy là ghế gaming là một cái dòng sản phẩm bị overrated rất là nặng khi mà trải nghiệm sử dụng nó không được như những gì quảng cáo, cùng với cả giá tiền đem đến một cái gì đó khá là hụt hẫng. Thực ra thì trong cái tầm giá dưới 10 triệu thì chúng ta đúng là không thể đòi hỏi quá gì nhiều. Đòi hỏi gì à, bật dơ. Tuy nhiên thì nhìn những cái gì mà nhà sản xuất trang bị trên chiếc ghế gaming ấy, thì tôi cảm thấy rằng là họ cũng đã cố gắng. Khi mà họ biết rằng ngồi ghế gaming không thoải mái thì họ đã hỗ trợ thêm cho chúng ta một phần đệm lưng cùng với phần đệm cổ. Chưa chỉ dừng lại ở đó thì các bạn có thể bật ngửa ghế gaming các bạn ra. Đấy, bạn có thể nằm ngủ sao cho nó đã nhất. Nhưng mà bật dô ạ, ghế gaming xịn đang làm như thế nhá. Ghế gaming mà tàu tàu ấy, mà bạn béo một tí nó sập úi rồi ôi. Quê lắm, ghế gaming nó nặng ấy. Nó mà đè vào người gãy mẹ chân ấy. Được rồi, nghiêm túc này mới bật dô. Ghế gaming thì cá nhân tôi thấy là ok đấy. Tến, dùng em, nhìn sang, xịn. Bạn nào mà streamer thì cũng phải làm một cái chứ. Đéo thì phải review ngồi cái ghế như này. Hả? Đấy, thằng nào tin được đặt tít vào ghế gaming bao giờ? Có thằng nào tin cả. Thế vậy thì nếu như bạn cần một chút gì đó phông bạt đem đến cái phòng gaming hay cái gì đó nó trở nên ngầu, nó đã thì nên trải nghiệm như vậy, tôi nghĩ là ok. Còn nếu như bạn nào mà thực sự lo đến cho sức khỏe của mình hay chỉ là muốn ngồi cho nó thực là thoải mái thì hãy cố gắng là đi mua cho mình những chiếc ghế công thái học. Thực ra thì hiện giờ tôi đã đi tìm hiểu về những chiếc ghế công thái học rồi nhưng mà vẫn còn non. Chứ vậy thì nếu như mà video này đạt được 2.000 like thì tôi sẽ chịu khó là kiếm một cái ghế công thái học nó tầm trung thôi. Nghe hôm trước thì tôi có đi tìm hiểu thì 10 triệu vẫn chỉ là một chiếc ghế công thái học tầm trung ấy. Thì ok, 2.000 like rồi tính nhá. Giờ thì xin chào lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này chỉ làm cho vui, như vậy không có đặc kích này cả. Nếu như bạn nào mà kệ mẹ bố mày thích thì bố mày làm. Bực hết cả mình.